Chúa trên trời.
đầy đủ tinh thần là cha đã sai con ban ơn cho họ biết nhân cha và ban sức còn cho họ biết nữ. Tình cha yêu con ở trong họ và con cũng ở trong họ được. Đó là lời
con cháu chỉ có ngày chủ nhật có ngày cháu chở con đến nhà thờ thôi. Còn từ thứ hai thứ bảy đến nhốt con ở trong nhà, chẳng có dùng đến con, chẳng có cái gì cả, cứ ngủ xem tivi chặt ra, còn tivi chặt chơi đấy. Thì thôi hoàn cảnh đó ngủ bù cho bởi vì người ta cao hơn mà không thể đến được ngoài khả năng của họ. Còn ngay ở giáo sư ra đây biết mấy gia đình đang quanh quanh nhà thờ đấy. Giờ này nhiều người đang một trăm bệ tập chẳng có việc gì cả. Nếu mà là yêu Chúa như vậy thì sẽ tin tưởng. Còn ông cụ này chiều nào cũng có mặt ở nhà thờ thì cái dấu chứng đó là cái tình yêu Chúa thật sự của một con người. Yêu Chúa thứ nhất là đến nhà thờ, chứ chưa nói chuyện khác, các chuyện khác là đi theo thôi. Đọc kinh cầu nguyện chỗ này thì cái thông tin cũng là điều tốt, nhưng nó đi theo cái thân, bởi vì cái thân là điều quan trọng nhất để bảo đảm một con người yêu Chúa. Và ông cụ Doan Văn Chi Năng chúng ta, ông đã được đặt cái điều đó. Cho nên chắc hẳn là cái hình ảnh yêu Chúa như vậy thì ngày hôm nay khi chúng gọi ông về thì cũng là một cách Chúa yêu đáp trả lại cho ông. Và khi chúng ta yêu rồi thì con người đó được Chúa thăng thượng ở trên đất trời để hưởng vinh quang của cha mình là chính Chúa Cha, để ở đây hạnh phúc viên mãn. Một đời không còn phải đau khổ, không phải thích đâu gì. Trên qua hình ảnh ấy, chúng ta hôm nay cũng là một hình ảnh đẹp cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại cuộc đời của mình một chút, để làm sao một ngày chúng ta phải tra tấn lòng yêu thương một cách thực sự cụ thể, chứ không thể chỉ nói trên ngôn miệng, cũng có thể dựa trên cái hoàn cảnh này nó kia mà không được chính ta. Là yêu thương thực sự. Và khi ta yêu Chúa thực sự như vậy thì chắc chắn đó chính là động lực để thúc đẩy chúng ta sống trong đời sống đạo đức thánh thiện để sống một con người như đó. Và chính cái điều đấy cũng là điều khiến chúng ta ngăn ngừa được những tội lỗi của trần gian, để có một ngày chúng ta đi vào trong quỹ đạo thánh thiện của Thiên Chúa, biết yêu Chúa, biết yêu nhau và biết yêu tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta, để làm sao chúng ta trở nên một trong tình yêu của Thiên Chúa. Cái hôm nay hoàn thành cái tổ nguyện cho ông cụ Doan Văn Chi Năng, chúng ta cũng tổ nguyện nhiều cho ông, vì tất cả chúng ta với ông cụ đây đều là những người yêu Chúa trước mặt Thiên Chúa, chưa ai phải là thay cả. Chính vì sự yêu đôi này cho nên con người chúng ta còn mang rất nhiều và chúng ta vẫn còn cái tầng thân quen, đó chính là tổ lòng đạo phật. Để rồi hôm nay xin lòng nhân từ Thiên Chúa tha thứ cho ông và tha thứ cho cả chúng ta nữa, để làm sao con đưa ông về một hạnh phúc như chồng nơi cũng chắc chắn ông học cao khác của ông. Và khi ông về rồi rồi thì cũng nhớ đến cuộc đoàn giáo của chúng ta, những cái em thích đi, những cái gì mà thì những ông đã từng đến nhà thờ của ngày cũng ngày này, để ông tổ nguyện chỉ như chúc này của chúng ta và chúng ta mai sau cũng đạt được cuộc đời như lòng của mọi người và tập 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 thể như thế nào. Chỉ vì cuộc đời chúng ta và chúng ta tiếp tục tổ nguyện. Anh chị em có tâm lý, chúng ta tin tưởng lời cầu của chúng đặt ra toàn mang bao nhiêu lúc đầu cho những người còn sống như là quan tâm. Chính ngài đã cho chúng con con ngài của chúng ta còn chúng. Xin do ông ta đi đi ta, ta mới tìm được cầu, đã nhận được ta cầu của xin sống đời đời, được mãi mãi sinh hoạt với các thánh của chúng ta. Chúng ta sẽ đồng xin nhân vào mình
chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thank you.
Chúng tôi mời mọi người vào cùng với chúng tôi.